Làm cách nào để đưa tính năng value have vào trong một cái dialog program? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái cách để là tạo ra cái value have. Thì cách thứ nhất là cách tự code bằng ABAP và kết hợp với những cái function module đặc thù để tạo ra cái value have. Thì cái cách này nó cũng tương tự với việc tạo cái value have của cái thằng interactive report. Đối với cái cert have á, chúng ta còn có thể sử dụng cái tính năng sử dụng cái object cert have được tạo ở SE11. Và chúng ta dùng cái tên đó chúng ta điền vào cái thuộc tính cert have ở trong cái screen field. Tức là lúc mà chúng ta vẽ ra một cái field ở trên màn hình á, nó có một cái thuộc tính tên là cert have. Mọi người có thể tìm thấy trong cái danh sách thuộc tính. Rồi, cái cách thứ ba là chúng ta sử dụng dictionary reference. Cái này ấy, có nghĩa là chúng ta sẽ liên kết cái field trên màn hình tới một cái field ở trong cái một cái table hoặc là trong một cái structure ở data dictionary. Thì cái cách này á, nó không chỉ tạo ra được value have mà nó còn có thể giúp mình thêm được một số cái tính năng validation sử dụng cái check table. Thì đây, cái cách thứ ba này cũng chính là cái cách mà gọi là nhanh nhất mà chúng ta có thể tạo ra được nhiều cái cert have, nhiều cái check, nhiều cái xử lý check tự động mà không không cần code nhiều. Chúng ta nhất là đối với những chương trình có nhiều field trên màn hình đó, thì cái cách thứ ba này là cách tiện nhất. Còn cách thứ nhất này là cách thủ công nhất. Ở trong phần này á, chúng ta chủ yếu sẽ tìm hiểu về ở phần cái video đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách làm thủ công trước. Thì để sử dụng cái cách thủ công này chúng ta sẽ kết hợp giữa cái event tên là process on value request cộng với một số function module. Đây, những cái function module cơ bản là bốn cái này. Thì cái đầu tiên chúng ta đã từng sử dụng ở đâu đó trong cái bài giới thiệu về report. Còn đối với cái cách để sử dụng cái event thì đây là cái code mẫu mà mọi người có thể sử dụng để gọi cái event. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thẳng cái demo. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần demo mà chúng ta đã làm ở phần trước. Validate input field. Rồi. Để bắt đầu chúng ta sẽ add hai cái field cần thiết cho cái demo này. Ta vào phần màn hình, chọn cái màn hình. Chúng ta sẽ vào layout để bắt đầu vẽ ra hai cái field mới. Đây là cái điểm mà chúng ta đã kết thúc ở bài vừa rồi. Chúng ta sẽ kéo khói tất cả những cái field dưới này, chúng ta kéo xuống một cái thì chúng ta sẽ nhét hai field ở đây nữa. Cái thứ nhất là field slide date. Field thứ hai là field departure airport, là sân bay nơi cất cánh. Có thể kéo tới một tí nữa để cho nó thẳng hàng. Rồi, cái flight deck này là khoảng 10 ký tự. Còn cái departure airport là khoảng 3 ký tự thôi. Rồi, chúng ta cho mỗi cái này một cái ID screen flight deck. Chúng ta cũng phải đổi lại tại vì cái flight date có kiểu ngày. Chúng ta đổi từ format char sang format DATS date. Đối với cái departure port thì kiểu là kiểu char. Chúng ta thêm cho nó cái ID là screen airport from. Rồi, sale activate.
Sau khi tạo hai cái view mới trên màn hình, chúng ta bắt đầu thực hiện binding, là tức là tạo hai cái biến global để có thể truyền dữ liệu qua lại giữa màn hình và program app. Screen fly dev. Thì cái field fly dev này chúng ta lấy từ bảng sfly chứ không phải lấy từ bảng spfli nhé. Field thứ hai là field airport from, cái này thì lấy từ bảng spfli. Nó có hai field để truyền dữ liệu. Chúng ta cùng nhìn lại cái màn hình một tí. Thì trong demo này chúng ta sẽ tạo một cái shape cho cái airline hiện tại chưa có. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái shape cho cái flight deck. Thì hiện tại cái này là sẽ điền ngày, tuy nhiên nó cũng không có cái shape sẵn. Cái shape cho cái flight date này sẽ là dạng cái shape mà chọn lịch ấy, cái value shape mà dạng mà chọn trên cái lịch, cái ngày mấy, tháng mấy ấy. Rồi cái tiếp chúng ta sẽ làm cho cái departure time với cái arrival time. Mọi người thấy đây là cái nơi để chúng ta điền vào cái thời gian, nhưng mà hiện tại cũng chưa có cái value shape giúp chúng ta chọn giờ trong ngày. Rồi chúng ta cũng sẽ làm luôn cái airport. Thì trong đó cái airport này thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng shape của dictionary. Cái airline này chúng ta sẽ tự code. Rồi, để tạo ra một cái shape á, chúng ta phải sử dụng một cái event mới. Thì hiện tại chúng ta đã sử dụng hai event là roSet before output và roSet after input. Cái event mới sẽ có tên là role set on value request. Rồi chúng ta sẽ chấm ở đây. Ở phía dưới cái event này chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng cái keyword field. Chúng ta dùng cái tên của cái field đó mà chúng ta cần có value head, thì car id, carrier id, rồi module. Thì nếu mà chúng ta viết cái này ở phần roSet after input thì cái này có nghĩa là validation, nhưng nếu chúng ta viết ở trong roSet on value request thì cái này có nghĩa là tạo ra một cái value help. Value help card ID. Chúng ta cùng tạo một cái module. Lời khuyên á là mọi người không nên viết trực tiếp cái xử lý vào trong cái module, mà mọi người nên tự tạo một cái subroutine. Bởi vì mọi thứ mọi người viết ở trong module á đều được tính là đây mọi người đang viết code ở cái scope global, scope toàn cục á, chứ không phải tính là local đâu nhé. Rồi, thì cái function module đầu tiên muốn giới thiệu với mọi người á, là một cái cũng đã từng giới thiệu trong cái loạt bài về Interactive Report. Đó là cái function module Table Value Request. Cái function module này á, có một cái khác biệt so với cái function module mà kế tiếp chúng ta sử dụng ở một điểm á, là cái này chúng ta phải tự lấy data ra bằng tay thông qua câu lệnh select
hoặc một cái cách nào đó tự gán cứng hay gì đó. Ví dụ ở đây chúng ta select sao. Rồi, chúng ta chỉ cần select carrier ID và carrier name. Từ cái table là Oscar. Nhé. Chúng ta sẽ dùng một cái kiểu dữ liệu tự khởi tạo ngay đây luôn. LT. Thì làm theo cách này được cái chúng ta có thể xử lý cái data này trước khi đưa vào trong cái sợi hép. Chúng ta có thể làm nhiều cái chúng ta muốn. Ví dụ thêm một cái cột nào đó hoặc là lọc lại data trước khi đưa vào sợi hép. Sau khi có cái dữ liệu này rồi á, chúng ta sẽ đưa vào cái biến cái tham số là value tab này nè. Rồi. Ở đây có rất là nhiều tham số mà người có thể nghiên cứu cách sử dụng. Nhưng thường anh sử dụng theo cái cách cơ bản nhất thôi. Rồi, thường mấy cái này chúng ta cũng không có xài. Đối với cái return field này á, mọi người điền cái tên của cái field mà mọi người muốn lấy giá trị ở trong cái internal table này. Cái tên của cái field mọi người muốn dùng để lấy giá trị. Ở đây chúng ta muốn lấy là mã của hãng hàng không là carrier ID. Là tương ứng với cái tên field này luôn. Kế tiếp, mọi người sử dụng ba cái tham số này cộng với tham số này nữa. Thì có nhiều tham số khác có thể sử dụng trong đây, chúng ta sẽ chỉ sử dụng những cái cơ bản thôi. Đối với cái din row, row RAM á, là mọi người điền tên của cái row RAM chúng ta. Có thể điền cứng hoặc là sử dụng cái biến hệ thống là system ref ID. Rồi với cái din row number mọi người sử dụng cái biến hệ thống là system din row number. Đây, biến này. Din row nr, din row number. Đối với cái chỗ field này á, mọi người điền cái field ID ở trên màn hình. Field ID nhé, không phải là cái field ID của màn hình nhé, không phải là field ID của cái internal table. Nó sẽ có chữ screen. Đó. Value of thì anh sẽ sử dụng S chứ không phải là C. Activate. Tôi select này thiếu dấu phẩy. Nếu sử dụng A cộng thì có dấu phẩy nữa. Rồi. Chúng ta sẽ cùng tạo một cái transaction để test cái program này. Điền tên cái RAM mình và cái số màn hình để tạo cái transaction. Save lại, chạy thử. Rồi chúng ta đã có một cái dấu search help, một cái nút search help for cái cho cái field align. Ta bấm thử. Rồi nó đã ra đúng như chúng ta mong muốn là sẽ có một cái ID, một cái align. Sử dụng cái function module này có một cái lợi thế mà những cái khác không có được, đó là cái việc mà chúng ta có thể chỉnh sửa lại cái data, lọc data trước khi đưa vào trong cái sợi hép, value hép. Ví dụ, trong trường hợp này chúng ta có thể where currency code chỉ lấy những cái nào là USD thôi. Activate. Chạy thử. Đây, danh sách những hãng hàng không ở trong value help đã bị lọc lại, ngắn lại chỉ những cái sử dụng USD. Thì tùy cái logic chúng ta có thể thêm những cái logic như thế.
Ngoài ra một cái khi mà sử dụng cái function module table value request này á, có một cái tham số tên là value of. Thì lúc đầu á, mặc định nó là C, nhưng mình sửa lại là S. Lý do vì sao? Thì ra đây là một cái điều kiện bắt buộc khi sử dụng cái function module này, nó đã ghi rõ trong cái function module documentation. Mọi người double click rồi chọn function module documentation nè. Đây. Nó có hướng dẫn cách sử dụng, trong đó nó có ghi rõ. Khi mà chúng ta đép cái gì mới, chúng ta phải sử dụng cái value of bằng S. Kệ cái default nó là cái gì đi, default nó C thì cũng đừng xài. Mọi người xài C thì nó sẽ không chạy được đâu. Bắt buộc phải set nó là S lại thì mới chạy được. Nó có tí bất tiện. Rồi, thì ngoài cái này á, chúng ta sẽ đi tới một cái function module kế tiếp á, là một cái mà chúng ta sẽ không cần phải select data ra, mà tự cái function module nó sẽ tự lấy data. Ta sẽ đi vào cái màn hình. Chúng ta có thể tạo subroutine mới đi. Để hợp lý hơn. Cái function module thứ hai chúng ta sẽ muốn test đó là cái field value request. Thì cái trên đây hồi nãy chúng ta sử dụng là table value request. Còn cái này là field value request. Thì khác biệt thực ra chỉ đơn giản đó là cái ở trên chúng ta cần phải select data ra trước rồi đẩy vào trong cái function module. Còn đối với cái field value request này, chúng ta cung cấp cho nó tên của cái table trong data dictionary. Ví dụ S car. Rồi tên cái field của cái table đó thì nó sẽ tự động biết đi lấy data ở đâu. Rồi cái đoạn này thì sẽ giống hệt. Hầu hết những cái còn lại ở phía dưới thì hầu hết chúng ta không, nếu cơ bản thì chúng ta không cần sử dụng đâu. Mọi người có thể mở cái exception này ra. Activate chương trình. Để chúng ta cùng chạy lại thử. Nó dẫn ra được cái value head. Thì nó tự lấy data. Chúng ta không cần phải tự select. Thì tùy, chúng ta có thể có kết quả tương tự ở trên đây, nhưng nếu trên đây có thể lọc lại data, còn trong khi dưới đây á, là do nó tự động lấy trong cái function module luôn. Cái câu select sẽ nằm trong cái function module này luôn. Vì thế chúng ta không thể nào mà sửa đổi, ví dụ thêm điều kiện như thế này thì không làm được. Đây. Đây là hai cái function module để chúng ta có thể tạo ra một cái list danh sách value để chúng ta chọn khi chúng ta mở một cái màn hình. Kế tiếp á, chúng ta sẽ nói tới hai cái field khá là quan trọng, đó là field flydate. Nó vẫn chưa có một cái value help để giúp chúng ta có thể chọn được ngày tháng năm. Và hai cái departure time, arrival time cũng chưa có cái value head chúng ta chọn giờ. Thì chúng ta sẽ cùng tạo hai cái value head này luôn. Thì tương tự, muốn thêm một cái value head chúng ta lại dùng field tiếp. Chúng ta bắt đầu với flydate. Module thì chúng ta đẩy vào trong cái Ruby AI nhé. Không có đẩy vô trong cái F01. Rồi, tại đây chúng ta sẽ dùng một cái
Function module tên là F4Dev. Cái function module này có rất là nhiều tham số, thì tùy mọi người có thể nghiên cứu ở trong cái function module documentation, anh nghĩ là sẽ có hướng dẫn sử dụng. Đây, nó không cụ thể lắm nhỉ. Nhưng mà nếu mà dùng một cách cơ bản nhất ấy, thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái để coi nhé, import selected rồi chúng ta sẽ đẩy data vào trong cái field là screen play date. Rồi những cái khác chúng ta sẽ mở cái exception ra. Thì cái dòng select date bằng cái screen fly date này á, sẽ giúp nó truyền cái ngày được chọn trong cái value have ngày tháng á, vào trong cái field fly date. Đây, nó đã có cái value have. Click. Đây. Nó đang hiện cái value have lên, chúng ta chọn một ngày. Rồi nó copy vào cái fly date. Thì ở trong phần export này có một số cái tham số nó giúp tinh chỉnh cái lịch. Một số cái tính năng của cái lịch. Mình có thể nghiên cứu thêm, sợ Google hay các thứ. Như vậy cơ bản thì chỉ cần thế này thôi. Rồi, hai cái kế tiếp chúng ta sẽ sử dụng đó là cái time. Và arrival time. Departure time, arrival time. Rồi, ở trong đây chúng ta có thể sử dụng trực tiếp cái function module F4 clock. Tuy nhiên á, giờ chúng ta có hai cái field cùng sử dụng một cái loại sàn hép giống nhau, bởi vì chúng ta sẽ tạo một cái subroutine để có thể tái sử dụng xử lý. Changing screen. Dead time. Tương tự dưới đây sẽ là changing arrival time. Rồi. Rồi ở giữa đây chúng ta sẽ gọi cái function module tên là F4 clock. Nhớ nhé, clock cái đồng hồ chứ không phải là time. Nhiều người tìm cái time hoài không thấy. Rồi exporting thì chúng ta có thể chọn start time. Thì nếu mà chúng ta có set cái start time này thì nó sẽ set cái thời gian hiện tại mà khi chúng ta click vào á, là cái thời gian khởi đầu. Còn nếu chúng ta không set cái này thì nó sẽ set là 00000. Rồi ở phần import thì chúng ta sẽ set thời gian vào cái tham số.
đơn giản thôi, cái này không có exception. Ok, chúng ta viết một cái subroutine và có thể sử dụng cho cả hai cái module. Rồi chạy thử. Nó có thể chọn giờ được rồi, cả hai cái. Mình thấy hai cái bấm cách nhau vài giây, nó ra thời gian khác nhau. Rồi chúng ta đã làm được 1, 2, 3, 4 cái sạc hép. Rồi trong cái video này, cái cuối cùng trong cái video này muốn hướng dẫn nó là cái cách tạo cái sạc hép mà không cần code. Một cái cách là cách thứ hai là mình sẽ sử dụng cái sạc hép trong Data Dictionary. Chúng ta đi vào cái HTML11. Thì một trong những cách đó là mọi người có thể tìm kiếm sạc hép sử dụng cái này. Đây có rất là nhiều sạc hép mà mọi người có thể tìm kiếm. Tuy nhiên á, thì anh thường tìm từ trong table. Ví dụ như SPFLI là cái table. Rồi, khi mà chúng ta vào được cái table nào đó, chúng ta có thể di chuyển qua cái tab Input Help Check. Mọi người tìm cái cột sạc hép sẽ tìm ra được những cái tên sạc hép ứng với cái field trong cái table. Ví dụ, ở đây chúng ta sẽ lấy cái SCT Airport này để dùng cho cái field Airport trên cái màn hình hiện tại. Chúng ta copy cái này. Mọi người có thể kiểm tra cái cấu trúc cái sạc hép thông qua việc copy cái tag đó chuyển xuống cái sạc hép này. Chúng ta sẽ coi thử cái sạc hép trông như thế nào. Về việc tạo cái sạc hép này á, nó là một cái chủ đề thuộc bài Data Dictionary nhé. Nếu cần mọi người sẽ nghiên cứu cái bài Data Dictionary. Rồi khi có tên cái sạc hép, ta quay trở lại cái program, tìm cái màn hình, thì sẽ có hai cái cách để set cái sạc hép này vào trong một cái field. Một là chúng ta mở cái layout và tìm cái thuộc tính của cái field, double click vào cái field để lấy cái thuộc tính. Hai là chúng ta có thể sử dụng ngay cái sub GUI, chúng ta không cần phải mở layout, chúng ta qua cái tab reference này. Đây, mọi người thấy có cái cột sạc hép. Thì thực ra tất cả những cái tab này chính tương ứng với cái cửa sổ mà thuộc tính ở trong cái màn hình screen mentor thôi, không có gì đặc biệt. Chúng ta dán vào cái airport form nhé. Rồi activate. Giờ chúng ta chạy lại thử. Chúng ta chuyển xuống airport, chúng ta thấy có một cái sạc hép. Rồi đây chính là cái sạc hép mà chúng ta vừa copy vào. Thì cái việc làm này á, giúp chúng ta có thể tạo ra được cái sạc hép cho cái field mà không cần phải code. Chỉ cần tìm một cái sạc hép có sẵn ở trong SE11, hoặc là chúng ta có thể tự tạo không cần code. Thì đây là những cái cách, hai cái cách cơ bản, một là code, hai là sử dụng cái sạc hép để tạo ra được những cái sạc hép mà chúng ta mong muốn trên màn hình. Tuy nhiên ở cái cách kế tiếp, ở cái phần kế tiếp chúng ta sẽ bàn về một cái cách là chúng ta sẽ liên tham chiếu những cái field trên màn hình này vào một cái bảng hoặc là một cái structure trên cái Data Dictionary, để từ đó nó tự động lấy được tất cả những cái sạc hép, những cái check table mà chúng ta không cần phải làm thủ công như thế này nữa.